Công an huyện Tân Lạc, Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai kẻ có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua điều tra, công an nắm được Bùi Văn Hùng, sinh năm 1982, Hòa Bình và Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1968, Thái Bình có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La để đem về miền xuôi tiêu thụ. Trong quá trình hai đối tượng vận chuyển ma túy, công an đã đón lõng và bắt được Mạnh, còn Hùng thì liều lĩnh dồ ga tông xe về phía lực lượng chức năng. Thượng úy Lê Anh Dũng, trinh sát viên đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, công an huyện Tân Lạc đã ôm chặt Hùng rồi cùng lao xuống vực sâu khoảng 4 mét. Thượng úy Dũng bị thương, được các đồng đội đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để điều trị. Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Hữu Hà về tội cố ý gây thương tích. Trước đó vào khoảng 7 giờ 25 phút ngày 18 tháng 12, chị Nguyễn Thị Dung, 31 tuổi, trú tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, đang điều khiển đi xe máy đi trên đường thì bất ngờ đối tượng Hà đi xe máy cùng chiều tạt hóa chất vào mặt khiến chị bị ngã xuống đường. Chị Dung được đưa đến bệnh viện mắt Đà Nẵng để cấp cứu điều trị. Theo thông tin, chị Dung là vợ cũ của Hà. Do nhiều lần níu kéo tình cảm nhưng không thành công, Hà đã gây ra sự việc trên. Ban quản lý di tích tỉnh Bình Dương xác nhận, tại di tích nhà cổ ông Trần Công Vàng, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, vừa bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một số cổ vật. Sự việc xảy ra vào ngày 22 tháng 12, hai đối tượng đi xe máy đã đột nhập vào di tích nhà cổ lấy đi một chậu kiểng có niên đại hơn 100 năm tuổi. Để không bị phát hiện, hai đối tượng đã dùng một tấm vải trùm trước chậu kiểng lại để chờ đi. Toàn bộ sự việc đã được camera ghi lại. Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai đối tượng Lê Thị Huyền Trang, sinh năm 1986, thành phố Vinh và Phan Văn Thịnh, sinh năm 1993 về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Trước đó, từ năm 2018, Trang mở công ty dịch vụ tư vấn tài chính Hoàng Linh có địa chỉ tại đường Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Vinh. Với vỏ bọc là cơ sở tư vấn tài chính, nhưng thực chất Trang đã tổ chức cho vay tín dụng đen với lãi suất 3.000 đến 5.000 đồng trên 1 triệu trên một ngày. Đối với những con nợ không trả tiền đúng hạn, Trang cho đàn em đến nhà, đến nơi làm việc để đe dọa, phát tán hình ảnh lên mạng xã hội khiến các con nợ hoảng sợ,